Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Lời đầu tiên, cho phép Hùng Vân xin được thay mặt cho đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Bắc Giang và câu lạc bộ văn nghệ Công an hưu trí thành phố Bắc Giang xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí, Công an Nhân dân là lực lượng vũ trang với vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã luôn khắc ghi lời Bác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Trong chương trình văn nghệ chào mừng ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị và các đồng chí thưởng thức các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi lực lượng Công an nhân dân sẽ được thể hiện liên tục qua các tác phẩm. Vinh quang người chiến sĩ Công an, người là niềm tin tất thắng, Bắc Giang một khúc tân tình. Người chiến sĩ ấy, chúng tôi là chiến sĩ Công an Việt Nam, của các tác giả Nguyễn Công Chức, Chu Minh, Hoàng Vân, Trần Gia Cường. Chương trình do nam nữ diễn viên câu lạc bộ văn nghệ Công an hưu trí thành phố Bắc Giang phối hợp đội văn nghệ xung kích Công an tỉnh Bắc Giang biểu diễn. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các đồng chí thưởng thức.
với những người loài người yêu thương, hay người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường bám đi.
Anh thờ bà con hương, anh đi